Xin chào cả nhà, mình là Nam đây cả nhà ơi. Hôm nay chào mừng cả nhà trở lại với kênh Nhịp Sống Sài Gòn nha. Hôm nay chúng ta có một món ăn ẩm thực rất nổi tiếng tại khu vực quận 5. Và hôm nay thì Nam sẽ ghé quán bánh canh cua bà Ba trên đường Nguyễn Biểu nha cả nhà. Chúng ta đi vào trong một cái hẻm đường Nguyễn Biểu và chúng ta sẽ cuối hẻm thì chúng ta sẽ gặp một cái quán bánh canh như thế này. Rất đông khách và chúng ta sẽ có được những cái trải nghiệm rất thú vị ở đây nha. Ở đây thì ở địa chỉ là 86-4 đường Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5. Có một con hẻm cũng nhỏ nhỏ, chúng ta đi vào bên trong, sâu bên trong thì chúng ta sẽ thấy một cái quán. Ở đây thì cũng khá bình dân nha cả nhà. Đặc biệt là cái lượng khách rất là đông. Ở đây một ngày thì theo chia sẻ thì có khoảng trên dưới 500 khách ở đây nha. Cao điểm là buổi trưa và buổi chiều, cho nên là thời điểm này thì Nam ghé cũng ngang tầm buổi trưa và Nam thấy rất là đông luôn. Và với cái lượng khách này thì con số duy trì từ 500 người trong một ngày là có thể nha cả nhà. Cho nên chúng ta sẽ tiến sâu vào bên trong để tìm hiểu được ẩm thực ở đây và tại sao mà nó có cái lượng khách đông như vậy và được mọi người chia sẻ rất là nhiều trên các trang mạng Thiền Tông nha cả nhà. Theo cái bảng báo giá thì ở đây sẽ có hai cái sự lựa chọn cho khách hàng. Một là chúng ta sẽ gọi tô thì là 45.000 trên một tô. Và nếu chúng ta gọi thố cho từ hai người dùng thì chúng ta sẽ có 95.000. Và phần khẩu phần của chúng ta có thể gọi thêm những cái món mà chúng ta yêu thích nha cả nhà. Theo như quan sát thì Nam thấy ở đây đến 3 người nấu nhưng để kịp giao hàng online nè, cũng như là người dùng trực tiếp ở đó. Và đối tượng ở đây thì dùng thì Nam thấy đa phần là những cái bạn trẻ là nhiều hơn ha. Các bạn biết được ở đây chắc là qua những cái trang truyền thông rồi chia sẻ với nhau, cho nên là các bạn trẻ đến đây rất là đông cả nhà. Ngoài việc ngồi ở đây thì Nam thấy các anh giao hàng Grab cũng đến đây để mà giao hàng online nha. Trước mắt chúng ta là một cái menu nha cả nhà, menu của quán. Nó cũng rất là đơn giản vì có một vài món để chúng ta lựa chọn thôi. Và đây là một cái thố dành cho 2 đến 3 người dùng. Chúng ta có thể dùng chung với dầu cho quẩy nè. Trong cái phần tô thì chúng ta sẽ có tôm, có thịt, có trứng cút, có giò, có chả cá, có cá viên. Thành phần chính là cũng là bánh canh. Ở đây thì cái nước súp nó sẽ sánh hơn ở bên quận 4, Nam đã review cho cả nhà xem rồi. Ở đây thì nó sánh hơn. Cái bánh canh nó, bột bánh canh nó cũng dai hơn. Nếu mà ai thích bột bánh canh dai hơn thì ở đây và nó sánh hơn. Còn nếu bên quận 4 thì chúng ta đã Nam đã review rồi, nó loãng hơn ha. Nếu vì đánh giá ngon hơn hay là như thế nào thì chúng ta cũng khó để mà đánh giá, tại vì mỗi bên có một cái hương vị khác nhau và cái giá trên một cái thố hoặc là một cái nồi đất nó cũng giá khác nhau. Cho nên cái việc hải sản nó có nhiều hay ít, và có những hải sản ví dụ như là có thêm càng cua nè, rồi có thêm ốc bu lót hoặc là bào ngư thì cái giá nó sẽ cao hơn, cho nên nó cũng sẽ tự chọn phân khúc khách hàng nha cả nhà. Nam quay lại là về hương vị thì Nam thấy ở đây dùng cũng khá ngon đó, và một cái thố dành cho 2 người thì cái lượng bánh canh cũng hơi nhiều, cho nên chúng ta sẽ cân nhắc nếu chúng ta không ăn được nhiều hơn thì chúng ta sẽ gọi một tô để cho chúng ta có thể không bị phung phí trong việc này nha.
Ở đây thì việc chúng ta đi xe hơi thì không được vào đến tận nơi, chúng ta sẽ phải đi xe máy vào sâu trong cái hẻm. Thì nếu chúng ta đi từ hướng cầu Chữ Y xuống thì chúng ta sẽ tới đường Nguyễn Biểu ha, chúng ta sẽ rẽ bên tay phải vào, thì trong cái đường Nguyễn Biểu nằm cũng gần cuối hẻm nha. Đó, thì chúng ta sẽ đến đây gửi xe máy và chúng ta sẽ ngồi ở những cái ghế thấp thấp như thế này. Đó, chúng ta sẽ có chọn món và thức ăn mang ra cũng khá là nhanh. Rồi thôi thì Nam cũng đã review xong. Nam cũng cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi hết clip nha. Hẹn cả nhà vào video clip tiếp theo. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại. Bye bye.